Ok, video test trời cho anh nhé. Con này tải siêu cao các bạn nha. Chuyên làm tời. Nó kéo băng tải hay kéo gì đó thì chuyện của nó nha. Nhưng mà mình tính toán hệ số, tính toán hộp số, tính toán động cơ thắng là đủ điều kiện để làm tời. Đặc biệt là nó có luôn cái bệ này nè. Có luôn cái này thì các bạn rất là đỡ phải chế các bạn. Nó phải đỡ tốn công dữ lắm luôn á nha. Chứ còn mà không có cái này thì các bạn chế rất là cực. Chế rất là cực. Con này giá 2 hiện tại đang bán ra 2.4 triệu nha các bạn. 2.4 triệu. Còn một số con nó không có êm với nó móp méo á thì 2.2 triệu. Mình phân loại vậy cho nó dễ nha. Chứ còn con nào mà tuyển đẹp, thật đẹp nha. Nói chung như vậy thì là đẹp mà các bạn. Về cho bạn chỉ việc mua sơn á, phun lại thôi. Còn chạy thì cứ để như vậy chạy nha. Chạy rất là ok. Đó, sơn phun lại hết cho nó đẹp lại. Tốc độ ra 55 vòng một phút nha. Chuẩn 24V, chạy ắc quy 2H2 bình. Đó, con này lực kéo rất là tốt nha. Khách nào chế tời, chế băng tải, chế gì đó thì rất là ngon.